phải tắp xả máy. Để tiếp tục những ngày mưa lạnh. Ngày hôm nay cũng là ngày 30 tháng giêng rồi. Như vậy là đã hết tháng giêng rồi mọi người. Mời năm hết Tết đến đó, bây giờ qua luôn tháng giêng rồi. Ra hai rồi. Dạ, giêng hai rồi. Và chúng ta đang ngang qua các tuyến phố của thành phố Huế. Đây là đường Hai Bà Trưng. Bây giờ cao rõ thật đẹp ghê chưa. Đây mà sắp tới đây sẽ có phố đi bộ Hai Bà Trưng diễn ra vào dịp cuối tuần. Chắc là một hai ngày chỉ đó cầm cả cái phương tiện đi vào để dành cho phố đi bộ. Đó. Về hạ tầng thì như người ta đã làm xong hết cả rồi. Không biết phải đây con làm thêm cái chi nữa không để đi vào hoạt động thì nó đặc sắc hơn. Dạ. Như thế ở đây có công viên nước này. Ngay ngã ba ra nhau với Ngô Quyền. Trưa rồi mà đường rất là vắng, hàng quán vắng vẻ vì mưa lạnh. Mấy ngày trước dự báo cũng là mưa lạnh nhưng mà Huế cũng tạm ổn, thời tiết 22-23 độ C nhưng mà là không mưa. Qua ngày đi bắt đầu mưa xuống đấy. Đó, hàng quán vắng vẻ đấy chứ. Mưa Huế rất là buồn luôn vì nó dầm dề đó. Mưa mới mưa xuống cả thôi là cảm cái cảm giác dâm dê thôi. Yeah. Không phải mưa như là mưa một cái trò mưa giống ao xuống rồi thôi, đây Huế mưa ao xuống rồi nhưng mà tiếp tục là những giọt mưa nhỏ lâm thâm tiếp diễn. Yeah. Nó dai dẳng đó. Nhiều công trình mà đang làm rồi ngưng lại, cũng như các cái nhà hàng quán ngưng hoạt động, không biết kinh tế được tại đây sẽ như thế nào chứ. Đi ngang các tuyến phố nhìn nhiều nhà hàng bỏ không làm trong 2 năm trở lại đấy, có nhiều cái nhà hàng rất là lớn rồi cũng để không luôn. Ờ, đi ngang hàng quán thì mọi người cũng thấy sáng hay chiều tối thì cũng rất là vắng khách và cửa hàng thì rất là rộng lớn. Yeah. Từ chừng đâu phát triển phát huy cái lượng khách ồ ạt vui chơi. Bây giờ thì thấy nhìn lại thì cũng nhiều cái cửa hàng vắng khách lắm. Hàng quán thì rất là nhiều lắm. Tôi thấy hoạt động ở khoảng 50-60%. Còn lại thì thay đổi chủ thôi. Bỏ hoang thôi. Và cái lượng người vô ít thì mà tỉnh khoảng 50-60% lượng khách. Không đạt như vậy thì cửa hàng cũng có nguy cơ thay đổi chủ là vậy nha. Họ trụ cũng nổi.
lại thành phố Huế thì thành phố nhỏ, dân này một triệu dân thì cũng không bằng một góc của thành phố Hồ Chí Minh. Thì giờ thành phố Hồ Chí Minh có đến mười mấy triệu dân ồ ạt. Đây là phố chợ Nguyên à, và Trần Quốc Khải đó, 30 mùng 1, bà con bán hoa quả. Tạnh mưa, tạnh mưa. Mừng đang mà làm ăn. Dạ. Đây là khu vực đường Nguyễn Thái Học mọi người. À, những ngày trước thầy nắng nổi lên thầy cũng có khách du lịch đến. Và rồi vài ngày sau thì nghe mưa lại thôi. Phố lại vắng. Những kiệt của đường Nguyễn Thái Học thông ra với Nguyễn Công Trứ. Mưa buồn ghê chưa, nhìn dưới mùa đông phố vắng. Trời, chứ bộ cái ngõ kiệt lớn như vậy mà mọi người thấy nó vắng, không có người đi lại. Nhà ở thì rất là nhiều. Có trà hàng quán này, cà phê đó. Vắng luôn. Những cái đường kiệt ở đây rất là lớn. Và những cái nhà hàng quán cũng lớn nữa. Đó, nhà hàng, cà phê, khách sạn, phố Tây đó. Dạ. Thôi hy vọng mùa hè hè sang thì người đến Huế nhiều hơn, chứ mùa mưa lạnh thì chịu rồi. Nguyễn Công Trứ. Cũng có nhiều nhịp đông đúc hơn.
cành nó buồn hơn mưa. Dạ. Đó là những hình ảnh gần trưa hôm nay ngày chủ nhật cuối tuần ở Huế. Cà phê thì cũng có người này. À, mưa thì mấy cái hàng khoảng bờ sông này vắng luôn. Dạ, yeah, nên là ở chỗ này hy vọng bà con mọi người biết thêm. Dạ, yeah, cho em vui tạm dừng video, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.